Thưa thầy, từ ngày mà chôm đá là cái phải kiên nhẫn, cái chôm đá phải chôm đá mỗi ngày. Nếu mà được hai lần tốt, mà không ít nhất cũng phải một lần. Một lần cũng phải là 5-10 phút đâu, cả mấy tiếng hồ. Tại vì khi mà mình sốt hay làm cục đá nó nóng rồi, nó có thể đến 4 tiếng hồ. Thì khi lúc mà mới bắt đầu mà nó nóng quá, mình để bụng khó chịu thì mình để xuống lưng này nè, để gối cho thận nó, cho cái thận nó hưởng trước đi. Nhất là đàn ông thì phải cần cho cái thận nó hưởng trước đi. Xong nó hưởng được khoảng, trong lúc mà nó hưởng đó thì mình ngồi không đó, mình làm tay chân này nè. Thật chỉ thầy dạy ấy. Có thì cất đi. Đấy, lấy mình ngồi không là mình trong lúc mình chờ đó, thằng này cái thận nó làm việc nó hưởng nó cái sức nóng đó. Mình ngồi mình chơi, mình văng tay thì chơi. Văng đầu ngón tay mình chạy máu mình làm mình thứ hết á. Thì thầy dạy cái gì mình làm cái đó. Mà làm đúng đủ hết chứ không phải cả hai tay. Rồi lên cái này bóc thịt này nữa. Rồi xong khi mà mình làm hết tay rồi mình đến chân đó thì mình dời hai cái đó ra đằng trước. Thì hôm nay xin giới thiệu với thầy là khi mà mình để được trước đó thì mình để bụng về, ngay bụng về. Đứng lên, đứng lên. Thì hai cục đá nằm cái đây đi. Thì mình nhảy đây. Mình phát nó lại. Hai tay mình vẫn rảnh như thường. Thì lúc đó mình ngồi lên cái ghế. Gác chân lên. Gác chân lên làm chân. Làm giống tiếng giống thế để làm cái tay vậy. Thì một câu hai vậy. Trong hai tiếng hồ đó là làm cái chân, cái tay, cái chòm bụng, cái chòm lưng nè. Sướng quá này. Phải khỏe. Mà nhớ là cái chân là làm cho lên tận chân này luôn. Chứ phải nữa là mình cần nhất là mấy cái đầu này. Mấy cái đầu này mình cũng làm giống thế cho cái tay nè. Làm cái vuốt đẩy cái này kia. Đó. Khi mà làm chân tay thì trong thời gian đó thì mắt cũng có thể nhìn television truyền hình này kia, chứ không phải là nói là mắt phải nhắm không. Thì sau khi mà mình cái này nó đá bớt nóng rồi đó thì mình vô giường thì khỏe. Mình để xin lỗi nha, tại vì tôi đụng tôi được đỡ đè hơn cái ông hồi nãy đưa đó chứ không phải là nói nhiều. Oh. Được chưa? Là tại vì sao? Hai cục đá nằm hai bên mà. Đó. Một cục bên này, cục bên này. Hai cục đá trong cái khăn của thầy mà. Kém đá luôn đó. Để về ngủ luôn à. Chứ bỏ tay cho thấy cái đó. Đó. Nó nằm đây cho đến mấy tiếng hồ sau nó ngủ, lúc nào thì cũng biết là mình ngủ, lúc nào thì không ai đó. Rồi cục đá nó vẫn nằm ở đây hoài. Anh chị qua thành phố Hồ Chí Minh á thì anh bị lúc đó anh đi đâu mà ăn cá đó. Nước ta ăn cá thì anh có bị một cái dị ứng rất là dữ dội, hai tay là nổi đỏ hết. Cái nhất, cái thứ hai nữa là anh đó lúc bị cái tim và phải dùng thuốc thường xuyên. Tôi rất mong là hỏi anh cái sau khi chồm đá về vấn đề dị ứng cũng như cái tim tình trạng hiện nay thế nào. Dạ, cái dị ứng thì nó hết rồi đó, không có ngứa ngáy gì hết. Dạ. Còn cái tim là cái tim nó đập loạn xạ, lâu lâu đập loạn xạ thì cái đó là trời ông nói đến cái tuổi này bị thì ráng chịu thôi. Nhưng mà sức khỏe mình vẫn có như thường. Chứ không phải là cái tim này nó làm cho mình yếu. Dạ. Mà nhất nhờ có đá này thành ra nó mình còn khỏe hơn nữa. Dạ. Tôi vẫn đi đánh gôn một tuần lễ hai lần, một lần tôi đi 4 tiếng hồ. Tôi ăn cho ít lại. Đấy, ăn ít lại. Hồi trước tôi ăn tham lắm, tôi ăn 2-3 chén. Bây giờ tôi chỉ ăn một chén cơm. Đó, thành ra để cho nó bớt đi ăn. Nhưng mà tôi vẫn khỏe. Vợ tôi đi chợ là hai xách hai giỏ, một giỏ 25 kg, tôi vẫn xách cả hai giỏ một lúc như thường. Đó, thế đâu có sao đâu. Cuối cùng là anh có cái ý kiến gì cái cặp đá kỳ diệu kỳ không? Thì mình nói diệu kỳ rồi họ nói thời buổi này mình nói gì mà
ấy họ để cho họ phải thử. Dạ. Yeah. Mà bằng chứng là tại này mấy để ý là mấy người tới đây là tới đi hỏi bệnh dùng cho người khác, không phải cái người tới, chứ phải người có bệnh người tới, phải cái người có bệnh tới họ biết quan tâm, họ biết hiểu, họ về họ làm. Còn đây còn đi hỏi dùng cho người khác đâu, đúng không? Đúng không? Có, người nào có bệnh hồi nãy cũng hỏi, hồi chiều tôi nghe là nhiều người tới hỏi bệnh đâu, bệnh ở nhà đó. Thì không được, thầy ông ngồi đây phải có người bệnh tới, ông thầy ông phải nhìn thấy cái người bệnh đâu mới khuyên được chứ. Còn đi hỏi bệnh nhờ dùng đâu cũng được, đâu có bác sĩ nào bên Tây nó làm chuyện đó đâu, khám bệnh không có người bệnh đâu, thấy không? Anh đang xin cố gắng đưa người bệnh tới bên mình để gặp thầy. Mà cái chuyện người chậm thậm chí lưu tâm của thầy, nếu có hai người thì tốt, một mình làm cho bệnh thì rắc rối, là nó có một người bệnh và một người làm dùm giúp dùm của người bệnh đó đó. Thành ra nhớ lần sau nếu tới thiệt tình, nếu có ở trong nhà có người bệnh thì phải đưa người bệnh tới nha. Yeah. Rồi xin cảm ơn anh. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.